Vin Diesel ra mắt video ca nhạc cho phim Furious 7 để tỏ lòng kính trọng về Paul Walker, đến từ công ty âm nhạc Atlantic Records. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 4 vừa qua, Vin Diesel đã đăng tải một video âm nhạc mới cho bài hát See You Again trên trang mạng xã hội Facebook của mình để tỏ lòng tôn trọng đến người bạn đồng diễn Paul Walker của mình. Ca khúc trên được biểu diễn bởi Wiz Khalifa và Charlize Puth với nhiều video tài liệu của toàn bộ dàn diễn viên trong phim Furious, bao gồm Walker, người đã thiệt mạng ở tuổi 40 vào năm 2013 trước khi bộ phim được hoàn tất. Đoạn video kết thúc với dòng chữ For Paul với nền trắng. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu cuối cùng của nhân vật mà Paul Walker thủ vai, đó là Brian O'Connor. Furious 7 đã phá kỷ lục sau khi được ra mắt vào cuối tuần, cưỡng trọn được 392 triệu Mỹ Kim cho doanh thu toàn cầu, là doanh thu tốt nhất trong các phần của loạt phim đua xe Fast and Furious. Walker đã qua đời vào ngày 30 tháng 11 năm 2013 khi chiếc xe Porsche của anh tông vào một trụ đèn sau khi anh tham gia một sự kiện từ thiện ở Valencia, California. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.